nhận bóng, lắc phải, quan sát thủ môn và dứt điểm từ xa. Một chạm Raven Pass cho Huy Khánh. Sau lưng không có ai, nhận bóng quay lên, chọt khe cho tiền đạo, hỗ trợ bọc lót cho đồng đội, bấm bóng qua đầu. Đội yêu thương phản công, không có việc vị, nhận bóng thật dài ra trước mặt để tăng tốc, đối diện thủ môn Đặng Văn Lâm. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, tại là mình đang ở khách sạn Becamex ở Bình Dương. Nay được Tiến Linh mời xuống đá trận giao hữu bóng đá, lan tỏa yêu thương. Mọi người tập kết ở đây. Red Rover rồi sáu ao cái tông. Đó, toàn mấy anh em toàn đi xế xịn xuống không ạ? Lên đá với mình đi. Ok, nhất trí. Dứt bên đó đi. Dứt. Thẻ cầu thủ. Túi đồ luôn. Nè, hai cái ba lô của tôi. Nhân tiện khoe áo của Rich Frank. Đẹp không? Nay thì áo Devil Cat của Rich Frank và vớ không logo có trong phần mô tả nha cả nhà ơi. Yeah. Ủa có chung đội không vậy? Có. Chưa biết nha, lát nữa ra mới biết. Lát nữa mới biết. Có anh định cặp bánh chưng bánh dày luôn. Nguyên cặp luôn nè. Tôi đem giày hợp luôn. Hay quá Tâm ơi. Anh coi. Cái này á là siêu phẩm. Trời ơi. Quá đỉnh. MBB. Chưa về MBB. Mà size mấy vậy? Size bự quá. 13 luôn. 13. Thà bồ quá đỉnh luôn. Vui trò chơi quá. Em phải gặp Rick Phan nữa. Không, Rick Phan riêng của em với anh ơi. À, đá với lại Đàn Văn Hậu, Quế Úc Hải, Trần Đình Trọng. Thôi vậy đó, không quan trọng đâu, đá với Tuấn Trần ok nhất nè. Ok không? Hợp lý à. Hello. Đồ đẹp đấy. Thấy em không? Thấy, thấy chứ. Này này, sắc cánh chùm nha. Chắc chắn mày kiến tạo rồi. Ok ha. Kết nối như sóng wifi. Ta-da, đây là một quả bóng của Động Lực với rất nhiều chữ ký. Giờ là chữ ký của mình nha. Đã tư tố nước ngoài, đã tư tố nước ngoài. Xin chào. Giới cho lực lượng này, đi Vũng Tàu luôn đi hả? Đi thẳng Vũng Tàu luôn hả? Nếu như không nhầm là ngoài kia có xe dẫn đường kìa. Thử được đeo Google đá luôn à? Dạ, đã được luôn. Chốt luôn anh ơi. Em bao nhiêu rồi, yeah. Sao? Hello. Hello. Tất cả mọi người đều vô bên kia. Mình tranh thủ mình vô bên này. Wow. Quá đẹp quá đẹp. Ủa, chọn số nào thì chọn rồi đúng không anh? Rồi mình lụm số 12 liền. Còn phải hỏi. Thay vậy thôi anh em ơi. Vẫn là đôi giày FG quen thuộc, đựng trong túi giày từ thương hiệu Raceport. Trên ống quyển của mình là đôi vớ ống đã bị cắt bỏ phần bàn chân. Style này là để các cầu thủ được mang đôi vớ hàng ngày hay mang để giữ cảm giác quen thuộc. Chứ mà mang nguyên đôi vớ dài thì sẽ hơi khó đá à nghe. Nay đá ở sân Gò Đậu Cỏ Tự Nhiên, nên nãy giờ anh em có thể thấy là tất cả mọi người đều mang giày FG. Bên Thanh Hùng Futsal mình hay mua giày thì toàn bán IC với TF thôi. Nhưng tương lai chắc cũng sẽ bán giày FG luôn đó, anh em cùng chờ đợi nha. Tranh thủ lúc này lấy chiếc áo đội tuyển Việt Nam mùa giải 2022-2023 của Raceport đi xin chữ ký tất cả mọi người thôi nè. Mở hàng đầu tiên, diễn viên Hoàng Phi, rapper Tablo, con trai diễn viên Tấn Bèo, diễn viên Huỳnh Quý, tuyển thủ Hoàng Đức, câu bộ Viettel, cầu thủ Lê Phước Vĩnh, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, tuyển thủ Hồ Tấn Tài, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Quách Ngọc Tuyên, diễn viên Tân Trề, diễn viên Long Đẹp Trai, diễn viên Bimax, diễn viên Mạc Văn Khoa, ca sĩ Hoàng Tôm, producer Policy, cầu thủ Ariano Smith, vua trò chơi Fabo Nguyễn, ca sĩ TT,
doanh nhân Tâm Nguyễn, ca sĩ Trịnh Đình Hoàng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, MC Phạm Minh Tú, ca sĩ Tuấn Hưng, thủ môn Đặng Văn Lâm, ca sĩ Chết 97, ca sĩ Johnny, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn, ca sĩ Phạm Trưởng, diễn viên Tuấn Trần, cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức, hậu vệ Vũ Văn Thanh, tuyển thủ Quế Ngọc Hải, chủ sĩ chương trình Nguyễn Tiến Linh, trời ơi đến đây cái máy quay hết pin. Yeah, và còn nhiều cầu thủ và anh em nghệ sĩ khác nữa. Thế anh em thì mình nên làm gì với chiếc áo này? Comment phát nha. Đây là lối đi của cầu thủ ra sân thi đấu. Ở ngoài kia anh Tuấn Hưng đang hát, sợ dính bản quyền nên đành phải up tiếng hiện trường. Ô là là, đi ra sân giống như một cầu thủ chuyên nghiệp. Cảm giác này thiệt là đã quá anh em ơi. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Câu lạc bộ bóng đá VKF. Thủ tục đầu tiên trước khi vào sân làm dấu một phát. Là phối hợp tổ chức chương trình giao lưu công nghệ và thi đấu bóng đá giao hữu, đóng góp cho hoạt động thiện nguyện với chủ đề lan tỏa yêu thương, với sự góp mặt của rất nhiều cựu danh thủ, các tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Ô là là, ngoài kia còn diễn văn nghệ, có ca sĩ hát hò các kiểu. Mình ra đây khởi động tân bóng, muốn phụ họa cũng được nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ở TV kép. Tân quả bóng lên cao để thấy trời xanh bát ngát. Sân Thống Nhất đã rồi, sân Bà Rịa đã rồi. Và đây là lần đầu tiên mình đá trên sân Gò Đậu ở Bình Dương. Easy AK nè. Đang tân bóng một hồi thì anh Hồng Sơn qua khởi động chung. Hai anh em chìm bóng một chạm để cảm giác. Hẹn anh em giữa hiệp mua skill tiếp nha. Và đừng quên like cho màn khởi động này nhé. Khởi động xong, đã trở về phòng và thay trang phục thi đấu. Ở đây U mấy Bình Dương vậy? U15 hả? Ok rồi, thôi làm việc tốt nha. Chờn hả em? Chờn lắm hả? Ừ, chờn. Chứ vậy TF em không, vậy kia không có hả? Vậy kia em không quen chừng. Sẽ được kiện đáp tội với ba lần đồng thời và chính là trung tâm của sân nhỏ Chu Đồng Bình Dương ngày hôm nay. Ok, qua bắt tay để lan tỏa nào. Yeah, làm kiểu ảnh nào, khán giả đông quá trời luôn. Ô là là, tình hình là dự bị nha anh em. Wow, ghế dự bị ở sân Gò Đậu êm dữ. Rất kỹ thuật của Tấn Trường, không quen vị. Pha bàn lên của Hoàng Đức, Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải vào rồi, sẽ phải bàn thắng thôi. Một goal. Hoàng Đức ghi bàn đầu tiên. 1-0, 1-0. Và đây là Tiến Linh, người đã có tình huống tổ chức tấn công nguy hiểm nhất kể từ đầu trận mà các cầu thủ lan tỏa tạo ra. Không về quỹ cơ hội đến đây. Và Tâm Nguyễn ghi bàn. Tỷ số là 1-1.
cao lớn và đánh đầu tốt. Cơ không à? Tuấn Hưng đang di chuyển, tiến lên. Linh đã vượt qua được Hoàng Đức. Rồi, xuất sắc. Hoàng Tôn đi về. Đội lan tỏa được cú bàn tỷ số 2-2. Xin chúc mừng tiền đạo Hoàng Tôn. Bùi Tấn Trường. Trong phần chào cờ thì tôi nhận ra là Tấn Trường cao hơn Huy Khánh rất nhiều. Và cho Tấn Trường đội yêu thương. Nâng tỷ số lên 4-2 cho đội yêu thương. Với điểm 3. Thôi thắng tài với bạn nha. Tài quá. Đó chính là tỷ số 2-4 nghiêng về đội yêu thương. Rồi kết thúc hiệp 1, trận cầu giao hữu lan tỏa yêu thương tỷ số 2-4, lợi thế đang tạm thời nghiêng về đội yêu thương. Một chào vỗ tay thật lớn để quý vị ơi. Nguyên hiệp 1 trận lan tỏa yêu thương ở Bình Dương ngồi dự bị không à, chưa được vô sân đá nữa. Đầu hiệp 2 mới được cho vô sân nên giờ tranh thủ giữa hiệp khởi động làm nóng lại nè. Và đây vẫn là kiểu khởi động quen thuộc của tôi đó nha anh em. Freestyle ngoáy chân ào ào ầm ầm luôn. Tân bóng lên cao. First touch gọn gàng. Đi sân vận động nào cũng thấy hai bên cái chấm bền nó lủng một lỗ. Gì vậy? Nhảy trước là chết không? Để xuất xa một tí nè. Khứa lông kỹ thuật. Rồi xong, đi lụm đã luôn. Lang thang ra đây lụm banh, được mấy bạn cổ động viên vẫy tay chào nên vẫy tay chào lại luôn nè. Bên đây cũng có vài bạn đang gọi mình. Dứt quả phạt góc cái nè. Đây không có sút được ha. Dứt điểm vào khung thành. Bóng từ từ lăn vào lưới. Ôi là là, bên đây có ai thấy không ta? Lậm luôn. Lý Chánh, huấn luyện viên giao cho đá tiền đạo. Nhưng vô sân đứng một hồi thì thấy ai cũng lên đá công hết. Mình tự giác đuôi về đá hộ công. Và đây là đường phất dài đầu tiên của trận này. Mạc Văn Khoa. Đá giữa chân với mình có Ariano Smith. Đây là Vũ Văn Thanh. Chuyền cho anh Hồng Sơn. Thôi chờ. Bây giờ là Phạm Trưởng. Coi chồng biên của Chết 97. Trịnh Đinh Quang. Anh Lê Phước Vĩnh tổ chức phản công. Quan sát thấy Huy Khánh ở biên phải. Một chạm bằng chân trái. Trời ơi. Lên Khánh. Trời. Che chắn đối thủ để đồng đội lấy bóng. Arino. Nhận bóng, lắc phải. Quan sát thủ môn, dứt điểm. Vọt xa. Tình huống này lúc mình dắt bóng là có liếc lên, nhìn thấy Đặng Văn Lâm bỏ góc gần nên quyết định tung cú sút xa táo bạo. Tiếc là vẫn còn hơi cao. Đường phất bóng rất tốt của Arino Smith. Lúc này mình đã dạt sang hành lang cánh trái. Đối diện hậu vệ Olisi. Không ai ập vô hết nên bình tĩnh kiểm soát bóng. Vào, quan sát. Ta-da. Ở giữa trống nên truyền lại cho Ariano Smith. Ariano. Không được ví. Đường cho khe tốt cho diễn viên Lê Nam. Ê Khánh. Nếu Huy Khánh trả về mình là một chạm U Khung Thành luôn. Quan sát để không bị việc bị. Hạ bóng dọc biên và di chuyển tốc độ. Thật khó với Thanh rồi. Đường truyền của Huy Khánh hơi sâu. Mà đỏ tốc độ với Văn Thanh thì sai quá sai. Và nhá truyền và qua người quá hay của Phạm Trưởng.
cú đá phạt góc đến ngay chân của Fabio Nguyễn. Adriano Smith phản công. Đường tạt bóng rất tốt của Huy Khánh. Hustic thật dài ra trước mặt để tăng tốc. Đối diện thủ môn Đặng Văn Lâm dứt điểm góc gần. Khi bắt Adriano Smith kiến tạo Huy Khánh. Bravo! Tình huống này mình đã quan sát thủ môn trước khi đá, thấy Đặng Văn Lâm chủ động bắt bài, vì pha này 99,69% người chơi bóng sẽ căng ngang. Và nếu có đá thẳng vô khung thành thì thủ môn cũng sẽ đổ người kịp thôi. Nhưng cái may mắn của mình ở đây là cú sút đưa bóng liếm sát cục dọc văng vào lưới. Cảm ơn Đặng Văn Lâm đã nhường pha này để mình có một kỷ niệm thật tuyệt vời trong trận giao hữu bóng đá lan tỏa yêu thương tại Bình Dương do Tiến Linh tổ chức. Cùng xem lại pha này cùng với rất nhiều góc máy quay của đài truyền hình Bình Dương nha. Vẫn đang là thi. Thi freestyle. Đường chuyền không, đó là cú sút thành vào. Pha cú sút của thi freestyle đã giúp cho đội yêu thương có thêm một bàn nữa. Tỷ số đang là do trụ đặt không vững nên là thi freestyle đã biến pha xử lý của mình thành cú sút góc gần. Chúng ta xem lại. Không, nói như vậy thì cũng có vẻ như không công bằng với những nỗ lực của thi freestyle. Rất cố gắng. Và hạ gục thủ môn Văn Lâm. Sau lưng không có ai. Nhận bóng và quay lên. Quan sát thấy Huy Khánh đang cắt xuống, chọt khe liền. Nhưng Lâm Tây đã ra kịp thời. Lại. Về được. Chông. Quay qua nhìn trọng tài nhưng không có phạm lỗi. Không đâu. Bỏ. Tung đường chuyền tính kiếm ba chục cà trước Văn Thành nhưng không thành công. Ở đây hai à. Một chạm luôn. Đức. Ok Đức ơi. Hoàng Đức đã chung vệ nhưng đã dâng rất cao. Cơ hội cho Huy Khánh. Pha cản phá ngay trên mặt bôi của Adriano Smith. Bỏ. Anh nói bỏ rồi Hải ơi. Chết 97. Quyết định đột phá. Vẫn là Adriano Smith can thiệp kịp thời. Và bây giờ bóng được truyền lên cho Hoàng Mèo và Vinh Râu. Đổi đầu Sơn Công Chúa. Bây giờ là Văn Thanh. Chết 97. Hạc Văn Khoa lắc giữa vẫn chưa có cú dứt điểm. Cơ hội cho Trịnh Đình Quang. Anh ơi. Vừa di chuyển vừa look around. Đã nhìn thấy Huy Khánh chống chải ở biên phải. Anh ơi. Một chạm right bend pass cho Huy Khánh. Trần Kim Hải đang rất chống chải bên trong. Cơ hội. Cùng xem lại pha này nhé. Xuống đầy tốc độ của Huy Khánh, bên trong có một chiếc áo xanh khá trống trải. Cơ hội vào 6-3. Trần Kim Hải 6-3 cho đội yêu thương. Trời ơi, chuyện thế này thì chuẩn Tony Cruz chưa cả nha. Hai ơi, tuyệt vời. Yeah. Chọn vị trí để bọc lót cho đồng đội. Lớp bóng qua đầu. Chạy Vinh, chạy. Chết 97 đang dẫn bóng.
Step over hay. Dứt điểm. Đá bồi. Cú đá bồi của Trịnh Đình Hoàng vọt xa ngang. Mày ba. Đá luôn đúng không? Đá luôn đúng không? Chơi bạn. Hay quá, có highlight. Có highlight hả? Ủa đâu bấm máy chưa? Cái gì vậy? Không biết nữa, để coi thử đi. Bóng đang được dồn cho Park Hang-seo. Có bản đấu. Ông Park không dứt điểm và bây giờ là cơ hội. Vào. Một pha bóng mà. Người ghi bàn chính là cầu thủ Park Hang-seo. Ok, hết mạng rồi, nên giờ căng cơ chờ hết giờ thôi. Kết thúc trận đấu, tỷ số là 6 đều nha. Ok, đã được 15 phút đầu hiệp 2. Anh em thấy màn trình diễn của mình như thế nào? Không tệ chứ, comment phát nha. Cảm ơn, cảm ơn tài. Hay quá Tu ơi, anh em có bàn. Hay quá, quay các bạn luôn. Tuyệt vời. Dạ, yeah, cảm ơn. Hay quá. Yeah, cảm ơn thầy. Yeah. Hey, cảm ơn Lâm. Cảm ơn thầy. Cảm ơn Sơn. Hay quá luôn. Vui quá. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn thầy. Bỏ tay nhau hoài ta. Hay quá Sơn ơi. Ghi bàn. Yeah. Tất cả các cầu thủ và các thành viên của ban huấn luyện, chúng ta nhanh chóng di chuyển ra xe. Dành tặng riêng cho các cầu thủ, các thành viên của ban huấn luyện. Phút đâu? Chạy. Phút này mờ quá. Bố mày mờ quá, hết mực rồi. Còn một khe không? Thầy ơi. Cái này nó bay sao? Điện thoại đây. Rồi, điện thoại nữa. Rồi, vô. Kết thúc trận đấu tại Bình Dương trên sân Gò Đậu, được đá sân Gò Đậu quá sướng em ơi. Ghi được một bàn thắng nữa, một pha phát động tấn công ghi bàn nữa. Trời ơi, trận đấu kết thúc 6 đều quá tuyệt vời luôn. Giờ thì mọi người đã vào trong nhà hàng trong kia để chuẩn bị tiền, mình cũng vào trong ngay bây giờ thôi. Như lại anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phan Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye. Áo của Rich Fan quá đẹp nha. Anh em nhớ ủng hộ Rich Fan nha. Bravo, bravo.